Xin được chuyển sang thông tin khác. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai 100 doanh nghiệp nợ thuế tính đến hết quý 2 với tổng số tiền là hơn 7.800 tỷ đồng, bao gồm tiền thuế phạt và chậm nộp. Chiếm phần lớn trong danh sách này là nhóm doanh nghiệp bất động sản xây dựng. Trong đó thì đứng đầu là công ty cổ phần đầu tư Golden Hill, chủ đầu tư dự án cao tốc phức hợp tại số 87 Cổng Quỳnh, thành phố Hồ Chí Minh, nợ thuế 1.200 tỷ đồng. Một doanh nghiệp khác nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng đó là công ty cổ phần phát triển địa ốc sông Tiên STC, doanh nghiệp liên quan tập đoàn Suối Tiên với chủ sở hữu khu du lịch văn hóa Suối Tiên. Tập đoàn Hưng Thịnh sở hữu 60% cổ phần của địa ốc Sông Tiên vào năm 2020 và là đối tác chiến lược của doanh nghiệp này phát triển dự án Angel Island, đảo nước ngọt nằm ngoài sông Xoài Giạp, tỉnh Đồng Nai, hay là dự án Nhân Phước. Tính đến hết quý 2 thì tập đoàn Hưng Thịnh và công ty cổ phần Hưng Thịnh Land cũng đang nợ thuế hơn 855 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp nhóm bất động sản khác tại thành phố Hồ Chí Minh cũng trong tình trạng nợ thuế, trong đó gồm các doanh nghiệp lớn như là tập đoàn Đất Xanh nợ 210 tỷ đồng, công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà HDTC nợ 75 tỷ đồng và công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân nợ thuế 16 tỷ đồng.